Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em giải bài 13 sách giáo khoa vật lý lớp 10 trang 210 đề bài như sau. Ở trên núi cao người ta không thể luộc chín trứng trong nước sôi, tại sao? Để trả lời câu hỏi này, các em mở lại sách giáo khoa trang 208. Chúng ta có một cái nội dung như sau. Là ta thấy rằng là nhiệt độ sôi của chất lỏng thì còn phụ thuộc vào áp suất chất khí ở phía trên bề mặt chất lỏng. Và áp suất chất khí càng lớn, nhiệt độ sôi càng cao và ngược lại. Ngược lại tức là nếu áp suất chất khí này càng nhỏ thì nhiệt độ sôi càng thấp. Đấy, thì chúng quay lại bài câu hỏi của chúng ta. Không thể luộc chín trứng. Ở trên núi cao thì người ta không thể luộc chín trứng trong nước sôi. Thì ở trên núi cao như em biết thì càng lên cao thì áp suất không khí càng giảm xuống. Tức là ở trên núi cao thì áp suất không khí chắc chắn nó sẽ bé hơn áp suất chuẩn cỡ 1 atmosphere, đúng không? Thì cái ở áp suất chuẩn nhiệt độ sôi của nước là 100 độ C. Vậy thì khi ở trên núi cao chắc chắn nhiệt độ sôi của nước nó sẽ nhỏ hơn 100 độ C. Và vì nhiệt độ sôi nhỏ hơn 100 độ C nên khi nước sôi ta cũng không thể mà luộc chín trứng được. Đấy. Vậy từ đó ta trả lời câu hỏi này như sau. Ta sẽ có là càng lên cao thì áp suất không khí càng giảm. Càng lên cao thì áp suất không khí càng giảm. Mà khi áp suất giảm thì dẫn đến là nhiệt độ sôi của chất lỏng cũng giảm đi. Đấy. Còn là bài chúng ta là ở trên núi cao, đúng không nào? Ở trên núi cao. Đấy thì rõ ràng là áp suất không khí giảm đi rất nhiều. Và nó sẽ nhỏ hơn áp suất chuẩn. Điều này dẫn đến là nhiệt độ sôi của nước cũng giảm đi. Và khi nó giảm đi tức là nó nhỏ hơn 100 độ C đấy các em. Và khi nhiệt độ sôi mà cỡ từng này thì rõ ràng là không thể. Vì vậy là ta không thể luộc chín trứng ở trong nhiệt độ này. Đấy. Như vậy đến đây chúng ta đã giải xong bài 13.